người Việt Nam, dân Việt Nam, nước Việt Nam trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, được thể hiện qua khí chất hào khí anh hùng mà hát múa hào khí Việt Nam. Sáng tác ca sĩ Hoài Thắng, tiết mục dự thi của hội người cao tuổi phường Đông Cao, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.